Hello, xin chào tất cả anh em lại quay trở lại với kênh của mình. Bây giờ mình sẽ chơi nhân vật người tẩm liệm trong một trang phục được thức tỉnh của Persona 5 có tên là Fox. Rồi, nhìn xong lớp mặt nạ này các bạn cũng biết khuôn mặt rồi, đẹp trai cực kỳ luôn. Đây là bộ phụ kiện xác hoa hồng vàng. Đặt quan tài đây hiệu ứng khá là đẹp luôn. Ok, vào game thôi. 12 giờ rưỡi chiều nay mình sẽ có một bài kiểm tra khá là gắt luôn. Và hiện tại là mình không biết một cái gì hết. Đến khổ. Mọi chuyện nó rất là đơn giản khi mà mình mới học bài 1, bài 2 xong bắt đầu nó nâng phức tạp lên. Bài 3, bài 4, bài 5. Kiểu nếu trời đổ mưa thì mình phải mang áo mưa kiểu như vậy ấy. Mình phải phân tích cái câu đó ra đúng hay là sai rồi. Hợp quy tắc hay không hợp quy tắc, chợ nhức hết cả đầu. Ơi có ai kìa? Hình như con madam. Uầy nó tạo gương. Trời ơi. Chưa kịp làm gì luôn á. Mình đã làm gì sai đâu. Kìa kìa bà kìa. Uầy, thấy trai đẹp cái là dí theo liền. Khổ quá đi. Ôi, đau. Chả đụng chạm đến nhau mà cứ dí nhau như đòi nợ. Uầy, lại gương kìa. Chơi cái đối đầu với nhân vật Red Madam thì các bạn thấy. Một đứa mà phải chống chọi với hai đứa. Đến khổ luôn á. Vẫn đang dí mình ở nơi chân trời xa xa. Ôi. Đấy không đập vào ván rồi tiếc quá. Cú đấy đáng lẽ phải đập ván. Hơi muộn. Lại tạo gương thôi thôi mình té đây. Tạo gương sai sai cho nên là không chém được mình đâu. Úi hồi bá gồng lên thế ghê. Trời ơi, pha vá đi bà nội. Thôi thôi, mình té đây. Chuyển đổi địa điểm thôi, không dám ở đây chơi đâu, sợ. Sợ bị xỉu á. Phá vá đi. Dằm ba cái gương, tào lao. Muốn bắt được mình phải tạo cái gương ở trước cái ván cơ. Bá này bá tạo sau ván thì làm sao bắt được. Trời ơi. Hai máy đã sửa xong rồi. Cày thế. Ôi trời ơi. Làm gì làm đi. Lại tạo gương kìa. Ôi ôi ôi. Ôi trời. Cú đấy tí chết luôn á. Mình đang lên nhánh 3 và nhánh 6 cho nhân vật này nhá. Cứu người như cứu lửa cho nên là phải cẩn thận. Không dám lén phén. Vẫn đang dí mình. Leo ván đi. Chúng ta không thuộc về nhau đâu. Có đòi nợ nhau đâu mà dí kinh người nhỉ. Ôi cái bóng kìa. Ui ui. Ôi trời ơi. Đau tim kinh. Ôi cai 4 máy luôn. Giữ ta. Không thể tin được. Bé nào đứng đây đấy. Bé chán sống. Thôi mình té đây. Mình đi kiếm người chơi đây. Kiếm người trị thương thôi. Ai, khổ quá đi. Ô ai rim máy rồi. Thật chơi toàn là mấy cái ông mà rim máy kiểu bất ngờ ấy.
chán. Kìa con robot của Mechanic nó mở cổng kìa, ngon ghê. Lát chạy vô thôi, việc nhẹ lương cao. Nay mình chơi với một bạn tên là Tùng kìa. Bỗng nhiên lạc vào đây, thôi mình sẽ đi cứu bạn Tùng. Nãy mình không thấy mặt của bạn Tùng, không là mình đặt quan tài rồi. Bà núp sau cái tường, rồi chạy đi như một cơn gió vậy. Còn một nửa thời gian nó mới hết mắt đỏ. Dịch chuyển thôi, tuyệt vời lắm. May đấy nhá, may gặp mình mới cứu đấy nhá. Không thôi là mình đi rồi đấy. Đi qua đây này. Chơi làm sao không hiểu luôn á. Rồi, bác sĩ. Ôi xịt. Sao không ở bên đấy, còn kẻ có bên này làm gì vậy nhỉ? Không biết mở cổng chưa nữa. Đang tính cho bạn Tùng cái quan tài mà thấy bác sĩ gục. Rồi thôi xong, lại hai người gục. Hai ông này chơi làm sao ấy. Quay nó tạo gương nó xác định mình kìa. Làm sao để mà cứu được hai người đây trời. Ôi 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 ôi. Quick mát thôi mà chơi đã kiểu chán chán rồi, không biết vào ranh chơi như thế nào nữa. Ôi cái bóng kìa. Ôi hết hồn luôn. Nó biết mình đang ở đây rồi. Làm sao mình thật là đau khổ quá đi. Cái ông Tùng ấy nãy đi theo mình sang bên kia là hai đứa thoát với nhau rồi. Còn cái bà bác sĩ nữa, đếch hiểu nổi luôn. Đang ở gần đây này. Kìa nó đang đứng kìa. Sợ chết mẹ đi được. Ui, bất ngờ vậy. Thôi rồi, trận này tiêu rồi các bạn ơi. Bác sĩ lại tỉnh dậy được kìa. Hay, chả biết phải làm sao luôn. Cầu mong được xách bóng mình. Khổ thật đấy. Xong có nhiều trường hợp mấy ông ấy có vòng nữ chủ tế cổng xanh đứng ngay bên cạnh luôn, cứu ghế xong cứ chạy mẹ đâu. Tức không thể tả được. Ok ok, cơ hội lại tới rồi, cứu thôi. Úi dồi, thoát chết trong khoảnh khắc nhá. Giờ mà không chạy được nữa thì thôi, bố chịu. Thôi mình té đây, mình không dám lại đâu. Vòng lại mở cái cổng xem đã mở chưa. Hy vọng là còn một xíu nữa, chứ đừng có kiểu một tí tí thì chắc bực bội chết. Lại gục rồi. Thôi Tùng kiểu này chắc chết chắc luôn. Nếu không đi trước đi chẳng lẽ ở lại chết với ông. Ui dồi, cái bóng kìa. Đầu game chơi đó hay, cuối game nát vãi cứt. Muốn đi cứu cho nó có kịch tính cho vui thôi, chứ thực ra thì vào ranh thì mình sẽ đi trước rồi, chứ mình không dám ở lại mình đi cứu. Thắng 3 là thoát 3 là thắng rồi. Nó kìa. Không biết câu kéo được gì cho bạn Tùng không. Hầm ở đây. Ô Tùng lại tỉnh dậy rồi kìa. Thôi đi qua cổng bên này này mới thắng được, mới thoát được. Chứ giờ nếu như mà Tùng còn không thoát được, không nhây được nữa thì thôi thôi tiêu luôn.
hết sân chơi rồi. Khổ quá đi Tùng ơi. Tùng núi. Bác sĩ đây nè, chị thương cho mình với. Thôi xong, cuộc sống của bạn Tùng kết thúc ở đây. Mình cứu không nổi luôn. Bye bye Tùng. Tùng lên núi ở đâu. Ôi bà chị hai dịch chuyển kìa. Gắt vậy. Cho chém free luôn. Ôi chém bác sĩ. Ok cho bạn chém lấy điểm. Một phát thôi mình đi đây. Bye bye chị hai. Ok và video clip mình sẽ kết thúc ở đây rồi. Nói chung là cứu không thành các bạn ơi. Và nếu các bạn thích channel của mình thì đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ mình nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.